Chiều qua mùng 3 tháng 12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF xác nhận tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ không thể góp mặt cùng đội tuyển tại AFF Suzuki Cup 2020. Trước đó, VFF và Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã liên hệ với phía chủ nhà để làm giấy bổ sung, nhưng bất thành. Được biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các quy định về nhập cảnh tại đất nước sẽ bị thắt chặt và không có bất cứ ngoại lệ nào. Thêm vào đó, không chỉ mất đi Đỗ Hùng Dũng, mà ngay cả Lý Công Hoàng Anh, cái tên được huấn luyện viên Park Hang-seo điền vào thay thế nếu Hùng Dũng không thể tham dự, cũng không thể nhập cảnh do không di chuyển cùng toàn đội từ mùng 1 tháng 12. Như vậy, tại AFF Suzuki Cup 2020 năm nay, đội tuyển Việt Nam phải chấp nhận dự giải với 29 cầu thủ. Sau quãng thời gian dài chờ đợi thì mới đây, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã chốt danh sách 30 cái tên sẽ góp mặt tại AFF Suzuki Cup 2020 tại Singapore. Theo đó, 5 cầu thủ sẽ không sang Singapore bao gồm thủ môn Phạm Văn Cường, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô và hai tiền đạo là Phạm Tuấn Hải và Hồ Thanh Minh. Trong danh sách này, đáng tiếc nhất phải kể đến Phạm Tuấn Hải khi anh chưa thể có lần đầu góp mặt tại giải đấu khu vực dù đã rất nhiều lần được thầy Park triệu tập. Trong chiều ngày 1 tháng 12, đội tuyển Việt Nam đã chính thức lên đường sang Singapore với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trong buổi phỏng vấn với tờ Siam Sport, cầu thủ từng 3 lần giành vô phản lưới AFF Cup, Terasin Dangda đã bày tỏ sự quyết tâm với mục tiêu không gì khác ngoài việc lấy lại vị trí số 1 trong khu vực. Mục tiêu lần này của chúng tôi là đến Singapore để mang chức vô địch AFF Cup trở lại Thái Lan. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và hy vọng sẽ có được màn trình diễn tốt nhất để dành tặng người hâm mộ nước nhà. Bên cạnh mục tiêu chung là giúp Thái Lan có thể lên ngôi tại giải đấu năm nay, thì cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía Thái Lan cũng hướng đến kỷ lục trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất qua các kỳ AFF Cup. Hiện tại, Terasin Dangda đang là chân sút ghi bàn nhiều thứ hai tại giải đấu với 15 bàn thắng. Thành tích của anh ngang bằng với người đồng hương Urus Srimaka và cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh. Số bàn thắng của anh chỉ kém chân sút dẫn đầu Noah Lamsa của Singapore 2 bàn. Trước khi giải đấu AFF Suzuki Cup 2020 khởi tranh tại Singapore, tờ Indosport của Indonesia đã chỉ ra một trong 3 cầu thủ nguy hiểm nhất tại giải đấu lần này. Theo báo chí xứ sở Vạn Đảo, không phải là những cái tên như Quang Hải hay Công Phượng, mà chính Tiến Linh là cầu thủ mà các đội tuyển cần hết sức chú ý. Bên cạnh Tiến Linh, tờ báo của Indonesia cũng chỉ ra hai cái tên trẻ khác có thể tỏa sáng tại AFF Cup 2020 là Elkan Bagot của Indonesia và Thanawat Suyanchithawon của đội tuyển Thái Lan. Mới đây, trên trang chủ của câu lạc bộ Borussia Dortmund đã đăng tải một đoạn video để gửi lời chúc may mắn tới đội tuyển Việt Nam trước khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Suzuki Cup. Ngôi sao 18 tuổi của Dortmund, Jorena là người được chọn đại diện của đội bóng vàng đen gửi lời chúc tới những chiến binh sao vàng. From everyone at BVB, we'd like to wish the men's national football team of Vietnam all the best as they begin their AFF Suzuki Cup campaign. Here's to a good tournament. Borussia Dortmund là đội bóng có quan hệ khá tốt với bóng đá Việt Nam. Gần đây, đội chủ sân Zigna Iduna Park đã ký kết hợp tác mở học viện bóng đá tại Việt Nam và hứa hẹn trong tương lai, dàn sao của đội bóng vàng đen sẽ sang đất nước hình chữ S để thi đấu giao hữu. Đội tuyển Đông Timor lần đầu tiên xuất hiện tại các giải đấu quốc tế vào ngày 21 tháng 3 năm 2003 tại vòng sơ loại Cúp bóng đá châu Á 2004 trong trận đấu gặp Sri Lanka, thua 2-3. Trong lần đầu tiên tham dự một giải đấu không chính thức tại khu vực, giải U23 Đông Nam Á tổ chức tại Thái Lan năm 2005, Đông Timor thua cả 3 trận, đứng cuối bảng A, ghi được vẻn vẹn 1 bàn và để thủng lưới 14 lần. Thực lực yếu như vậy khiến Liên đoàn bóng đá Đông Timor quyết định chưa vội tham dự hai kỳ SEA Games 2005 và 2007. Phải đến năm 2009, khi SEA Games diễn ra trên đất Lào, Liên đoàn bóng đá Đông Timor mới quyết định cử đại diện là U23 Đông Timor tham dự. Tuy nhiên tại giải đấu này, U23 Đông Timor đã 4 trận và thua cả 4, ghi được 1 bàn và để thủng lưới tới 28 bàn. Tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup, trước đây là Tiger Cup, Đông Timor cũng chỉ mới một lần tham dự vòng đấu bảng, đó là Tiger Cup 2004, giải đấu mà họ cũng đã 4 trận và thua cả 4, ghi được 2 bàn và để thủng lưới 18 bàn. Còn trong các kỳ AFF Cup 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, Đông Timor đều không vượt qua được vòng sơ loại. Phải đến kỳ AFF 2018, Đông Timor lại mới có lần thứ hai góp mặt tại vòng đấu bảng. Tại giải đấu này, họ ghi được 4 bàn và thủng lưới tới 19 lần, thua cả 4 trận và xếp cuối tại bảng B. Những thất bại trong quá khứ, cộng thêm vốn liếng dân số chỉ vẻn vẹn hơn 1 triệu người, đã buộc bóng đá Đông Timor phải chọn đường ngắn nhất để đẩy nhanh quá trình hội nhập với bóng đá khu vực, đó là nhập tịch cho các cầu thủ ngoại. Mặc dù việc nhập tịch mang lại một số kết quả tích cực cho Đông Timor, thậm chí có lúc đội bóng này đã khiến cho các đối thủ tại khu vực và cả châu lục phải dè chừng.
Nhưng chính việc nhập tịch ồ ạt khiến Đông Timor bị Liên đoàn bóng đá châu Á thổi còi. Theo đó, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã chính thức tuyên án phạt cấm đội tuyển quốc gia Đông Timor tham dự AFC Asian Cup 2023. Theo AFC, Liên đoàn bóng đá Đông Timor đã cố tình sử dụng giấy tờ giả mạo, đặc biệt là giấy khai sinh giả, dành cho tới 12 cầu thủ người Brazil. Tất cả những cầu thủ này ít nhiều đều đã ra sân trong những trận đấu của Đông Timor. Liên đoàn bóng đá châu Á đã phối hợp với FIFA mở cuộc điều tra tổng số 30 trận đấu của Đông Timor tính từ năm 2012. Trận đấu đầu tiên là chiến thắng 5-1 của đội bóng này trước Campuchia. Giờ đây, khi không còn được thoải mái nhập tịch cầu thủ, có thể nói trong giải đấu tới đây, Đông Timor khó có thể thay đổi thân phận là đội bóng lót đường tại bảng A với các đối thủ Thái Lan, Philippines, Myanmar và chủ nhà Singapore. Anh là người đã chơi rất xuất sắc trong giải đấu năm 2008, thì anh có lời nhận xét và nhắn nhủ gì tới những người thủ thành hiện tại của đội tuyển Việt Nam không ạ? Quan trọng nhất là cái năm mà mình bảo vệ chức vô địch thứ hai của AFC Cup thì có Đặng Văn Lâm, là một thủ môn mà làm cái sự ổn định cho hàng thủ. Đấy là cái sự xuất sắc của Đặng Văn Lâm để cái thủ môn của đội tuyển Việt Nam năm nay. Như tôi đánh giá thì hai thủ môn và mình cũng cảm thấy là đem lại cái sự yên tâm cho hàng thủ, đấy là Tất Cường và Minh Mạnh. Vâng. Hai thủ môn là có cái trình độ cũng như là cái đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam, thì theo tôi thì về môn thì tôi không lo ngại lắm cho đội tuyển Việt Nam. Vâng. 2008 là chức vô địch đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup, thì anh đánh giá thế nào về đội hình hiện tại và khả năng bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu lần này ạ? Đối với đội hình của vô địch AFF Cup là cái vô địch đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam, thì tôi cũng là nằm trong một vận động viên của đội tuyển, thì đấy là một cái vinh dự cũng như là một cái mà đem lại cái chức vô địch được liên ái cúp cho đội tuyển. Thì với cái thế hệ như Công Thượng, thế hệ sau này của tôi, thì các em là có cái sự gắn kết và các em phát triển rất nhanh, cộng thêm nữa là cái sự gắn kết và tinh thần của các em từ suốt cả năm vừa qua, các em rất tốt. Cái mình mà các em đã vào vòng ba vòng loại World Cup, tôi chỉ mong là các em tự tin cũng như là như mình tin trước mạnh vòng loại thứ ba World Cup, thì tôi tin các em sẽ vào vòng World Cup. Vâng ạ, một câu cuối cùng ạ. Trong kỳ AFF Cup 2008 thì kỷ niệm nào và khoảnh khắc nào là khiến anh nhớ nhất? Đương nhiên thì lúc cùng bạn Tiểu Hòa và mình lên chơi cao vô địch là cái mà hạnh Tiểu Hòa nhất đối với tôi trong kỷ niệm này. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Do cái điều kiện dịch giã cho nên là chúng tôi chỉ có thể thực hiện phỏng vấn anh Dương Hồng Sơn qua điện thoại, và chúc anh Dương Hồng Sơn sẽ có được công việc và tất cả mọi thứ nó thuận lợi ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Mới đây, tờ ESPN đã điểm mặt 10 tài năng trẻ đáng xem nhất tại AFF Cup 2020. Bên cạnh những ngôi sao như Thanawat Suyangchi Thawon của Thái Lan hay Witan Sulaiman của Indonesia, tiền vệ Nguyễn Hằng Đức của đội tuyển Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách này. Đưa ra nhận định về ngôi sao sinh năm 1998, bình luận viên Gabriel Tan cho hay, mặc dù Nguyễn Quang Hải là một trong những bệ phóng giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong 4 năm qua, nhưng theo một số chuyên gia, tài năng của Nguyễn Hoàng Đức cũng không hề kém cạnh. Tiền vệ này rất giỏi trong những pha tấn công và là mối đe dọa từ những tình huống bóng chết. Cũng theo Gabriel Tan, Hoàng Đức là một trong những tài năng của bóng đá Việt Nam đã và đang tích lũy được những kinh nghiệm quý báu khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu Á tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Với nền tảng có được, ngôi sao 23 tuổi được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trên đất Singapore trong chiến dịch sắp tới. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi đội tuyển Việt Nam đặt chân đến Singapore để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Quá trình thích nghi với điều kiện sinh hoạt tại nơi đây khá ổn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, ngoại trừ vấn đề ăn uống. Theo quy định ban đầu, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò sẽ phải ăn trong phòng ngủ thay vì dùng bữa tập trung. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã làm việc với ban tổ chức để xin cho các thành viên trong đội được cùng nhau dùng bữa tại phòng ăn.
Nguyện vọng trên cuối cùng cũng được chấp thuận. Ban tổ chức cấp cho đội tuyển Việt Nam một phòng ăn riêng. Tuy nhiên, các cầu thủ sẽ chỉ được ăn cơm suất thay vì được phục vụ buffet để đảm bảo tối đa công tác phòng dịch. Những bữa ăn tương đối sơ sài này khiến các thành viên của đội tuyển Việt Nam đều phát hoảng. Cơm và thức ăn nhìn chung khá ít, các tuyển thủ đã phải chữa cháy với đồ ăn dự trữ được mang từ Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Được biết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang ra sức để làm việc với bộ phận nhà bếp của khách sạn, nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân, để có thể cải thiện khẩu phần ăn cho các cầu thủ, sao cho đảm bảo dinh dưỡng ở những ngày sắp tới. Khởi hành sang Singapore tham dự AFF Cup 2020, huấn luyện viên Tang Cheng Hoe bất ngờ gạch tên 7 tuyển thủ Malaysia. Trước đó, huấn luyện viên Tang Cheng Hoe chỉ đăng ký 28 gương mặt và rút gọn xuống 24 khi toàn đội di chuyển sang Singapore. Nhà cầm quân 53 tuổi cũng bất ngờ không triệu tập các trụ cột như Matthew Davies, Cobrin Aung. Ông lý giải rằng sợ các cầu thủ sẽ bị kiệt sức ở AFF Cup 2020 và muốn cất cho vòng loại Asian Cup 2023 vào năm sau. Hậu vệ Jonathan Kemde của tuyển Thái Lan đã đáp chuyến bay sang Singapore cùng một số đàn anh đang thi đấu tại nước ngoài. Tuy nhiên, do chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết khi nhập cảnh, cầu thủ 19 tuổi này không thể ra sân trong trận đấu đầu tiên gặp Timor-Leste. Trước đó, hai trụ cột Chanatip và Therathon Bumathan cũng được thông báo sẽ không có mặt ở trận đấu ra quân của những chú voi chiến vì bận thi đấu ở câu lạc bộ. Tại kỳ AFF Cup 2020, đội tuyển Philippines quyết tâm phá dấp khi 4 lần không thể qua được trận bán kết trong 5 kỳ AFF gần nhất, khi mang đến Singapore một đội hình với vài sự thay đổi hứa hẹn, trong đó có tiền đạo người Tây Ban Nha Bienvenido Maranon, người vừa nhập quốc tịch Philippines cách đây chưa lâu. Lần gần nhất, ở AFF Cup 2018, đội tuyển Philippines đã để thua đội tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 2-4 sau 2 lượt trận bán kết. Với tôi thì việc giải bóng đá Đông Nam Á có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu, đó là một tín hiệu tốt, kể cả là không được đá ở những nhà đấu cao nhất. Nhưng mà bóng đá châu Âu là nơi văn minh, cầu thủ Đông Nam Á có thể học hỏi được nhiều và tiếp cận được rất nhiều cái tinh hoa, kỹ chiến thuật của bóng đá thế giới. Có những người thì ở dạng nhập tịch ở gốc châu Âu, hoặc là có những người gửi sang đá tại châu Âu thì đều tốt cả, hướng nào cũng tốt. Thực tế là Singapore đã từng cất cánh với một dàn cầu thủ nhập tịch, trong đó có những người đến từ châu Âu. Những cái đất nước sau này, một số đội tuyển sau thì cũng có nhập tịch, nhưng mà cái cách làm chưa được như Singapore, tức là tính thống nhất chưa cao. Bởi thế là có cầu thủ nhập tịch trình độ vượt trội nhưng mà lắp ghép không được tốt. Dù sao thì tôi cũng nghĩ rằng là hướng đi này là đúng. Với Đông Nam Á được coi là vùng trũng lâu nay thì làm sao đấy chúng ta tối ưu hóa năng lực của mình. Những cầu thủ có thể nhập tịch, có thể gửi sang châu Âu và đá thì đều tốt, và cái này đó là tín hiệu vui, tôi nghĩ rằng là sẽ giúp bóng đá Đông Nam Á phát triển. Với đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì khi tại Đông Nam Á có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu, đó là thách thức đấy. Chúng ta thấy là Việt Nam đá với những đội bóng gần đây mà họ có cầu thủ nhập tịch thì đều khó khăn, kể cả là những cái sự lắp ráp đó chưa thực sự tốt, nhưng mà từng vị trí đối mặt với nhau là khó rồi. Họ có thể là chưa có cái nhuần nhuyễn trong đấu pháp giữa những cầu thủ nhập tịch với nhau, nhưng mà ví dụ từng vị trí đối đầu với họ là khó rồi. Ở Việt Nam cụ thể đá với Malaysia, từ lúc mà họ có hai hậu vệ biên nhập tịch thì rõ ràng là cánh của chúng ta là không thể bảo đảm cái việc mà khoét được thường xuyên như trước. Thành ra tôi cho rằng là chúng ta gặp thách thức hơn với những cầu thủ mà họ chơi bóng tại châu Âu. Nhưng mà nhìn rộng ra đó là cái chuyện tốt, bởi vì Đông Nam Á thì chúng ta lúc này là cần cái sự phát triển. Chứ còn cũng chẳng hay ho gì trong cái chuyện mà chúng ta bá chủ Đông Nam Á, rồi cứ cho là như thế đi. Nhưng mà ra ngoài thì khoảng cách vẫn rất lớn. Đấy, thực tế chúng ta thấy Việt Nam gần đây đá tốt ở Đông Nam Á, nhưng mà thi đấu vòng loại thứ 3 thì vẫn còn khoảng cách lớn. Thành ra nếu như cái sự cạnh tranh ở Đông Nam Á nó tốt hơn, nhiều cầu thủ giỏi hơn, thì chắc chắn khi ra châu lục, chúng ta ở các trận đỉnh cao sẽ rút ngắn được khác biệt.